Vợ Tấn Hưng khoe bụng bầu lùm lùm. Mang thai được hơn 3 tháng, bà xã 9X của giọng ca nắm lấy tay anh tăng cân không nhiều. Tối ngày 20 tây tháng 9, Tuấn Hưng bế con trai Su Hào đến chúc mừng vợ khai trương spa ở Hà Nội. Dù đang có bầu, nhưng bà xã cụ Thành Nguyên quả dưa hấu vừng bừng rộn phát triển kinh doanh. Giọng ca tìm lại bầu trời rất tự hào vì vợ 9X là người phụ nữ giỏi giang và đảm đang công việc nhà. Trong bộ đàm trắng, bụng bầu hơn 3 tháng của Thu Hương đã lầm lầm. Cô tiết lộ, thời gian đầu mới mang thai em bé thứ hai, cô bị ngán đến mức không ăn uống được nhiều. Hiện tại, cô mới bắt đầu tăng cân. Con trai đầu lòng Su Hào của cặp đôi đã gần 2 tuổi, ngày càng bụ bẩm. Cậu nhóc khá nhút nhát, mỗi lần được bố mẹ đưa đến chỗ đông người. Trong event tối qua, Tuấn Hưng nhiệt tình hỗ trợ bà xã đón khách và bưng bê đầu đạt. Mẹ đẻ của Thu Hương cũng đến chúc mừng con gái, có thêm cơ sở kinh doanh mới. Bố mẹ Tuấn Hưng trông nom cháu nội trong lúc các con đang bận rộn tiếp khách. Kiện tướng Dan Bosian đưa vợ mới cưới đến dự event. Hạnh Sino bạn thân của bà xã Tuấn Hưng. Yến Lê, học trò trong team The Voice của Tuấn Hưng. Ban nhạc quanh lớp cùng một số người bạn đến chia vui với Tấn Hưng. Ban nhạc màu nước và cụ thành viên quả dưa hấu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.